Kính thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay mình xin trở lại với đề tài là dân ta bị trắng lột thế nào trước khi xảy ra nạn đói của Nguyễn Mạnh Quang. Và bài viết này mới ra ngày 5 tháng 6 năm 2020, và bài này mới đăng lên cho nên mình muốn làm tiếp theo. Nhưng đây chỉ là mới phần lời nói đầu thôi. Xin mời quý vị thính giả cũng như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về vấn đề sử sách thì chúng ta cũng nên đăng ký kênh để chia sẻ rộng rãi. Sách chỉ Romanus Pontifex được ban hành vào ngày 8 tháng 1 năm 1454 trong thời giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447 và năm 1455, cho thấy rõ chủ đích của giáo hội La Mã là dùng vũ lực chinh phục toàn thế giới. Để đảm bảo cho việc này thành công, giáo hội cưỡng bách nhân loại phải theo đạo Kitô để làm nô lệ cho giáo hội. Nội dung của sách chỉ này đã được Linh Mục Trần Tâm Tĩnh viết ở trang 14 và 15 trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm như sau. Quyền lợi của Bồ Đào Nha đã được phân định rõ ràng trong sách chỉ Romanus Pontifex do Đức Giáo Hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447-1455 ra ngày 8 tháng Giêng năm 1454. Theo quyền lực Chúa ban và quyền lực của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng ban cho triều đình Lisbon, Bồ Đào Nha toàn quyền do tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Saracen, tức người Ả Rập, các dân ngoại đạo và các kẻ thù khác của giáo hội gặp bất cứ nơi nào, được toàn quyền chiếm bất cứ tất cả các vùng vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng, toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn. Khi ban quyền cho người Bồ Đào Nha được chiếm mọi thứ lợi lộc kể trên, giáo hoàng đồng thời cũng muốn mở mang nước Chúa sang các miền xa xôi. Và để nhà vua Bồ Đào Nha yên tâm hơn, giáo hoàng ra lệnh cấm không một ai khác được phép đặt chân tới các vùng đất nếu không có phép của nhà vua, dành cho nhà vua độc quyền buôn bán và ra vạ tuyệt thông tức khắc cho bất kỳ ai dám hành động ngược lại. Sau đó sách chỉ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng một loạt thánh luật khác, đó là các thánh lệnh Inter Cetera năm 1456, trong thời giáo hoàng Calixtus thứ 3 năm 1455-1458, Athene Rigid năm 1481, giáo hoàng Sixtus năm 1471-1484, Ignaminat Devotion ngày 3 tháng 5 năm 1493, Inter Citira ngày 3 tháng và ngày 4 tháng 5 năm 1493, Dudung Siquidem ngày 23 tháng 6 23 đến 26 tháng 9 năm 1454 trong thời giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1492-1503. Ngoài ra còn rất nhiều sách chỉ ban hành trong thế kỷ 16, đặc biệt chú trọng đến các xứ Đông Nam Á. Linh Mục Đỗ Quang Chính, hai giám mục đầu tiên tại Việt Nam, trang 11 đến trang 24 viết như sau. Để thuận lợi hơn trong vấn đề truyền giáo, ngày 3 tháng 11 năm 1534, giáo hoàng Phaolô thứ 3 ban sách chỉ Aquin Ributtamus thiết lập giáo phận hạt đại diện tông tòa Go, khởi từ mũi hảo vọng Nam Phi đến Nhật Bản, bao gồm quốc gia Đại Việt. Ngày 4 tháng 2 năm 1557, giáo hoàng Phaolô thứ 4 ký sắc chỉ Pro Excellenti
Thiết lập giáo phận Malacca bao gồm lãnh thổ Indonesia, Malaysia, Siam, Campuchia, Chàm, Đại Việt, Trung Hoa và Nhật Bản. Đến ngày 23 tháng 1 năm 1576, giáo hoàng Gregorio thứ 13 ban sắc chỉ Super Specula Milanensis thành lập giáo phận Macau, tách ra từ giáo phận Malacca gồm lãnh thổ Trung Hoa, Đại Việt và Nhật Bản. Năm 1644, những nhà truyền giáo dòng tên theo chân các thương nhân người Bồ Đào Nha từ Macau qua phía Nam Trung Hoa đến Việt Nam. Các bề trên dòng tên còn thành lập hẳn một tổ chức truyền giáo tại Đàng Trong năm 1615. Nói cho rõ hơn, Vatican vốn đã có chủ trương đánh chiếm Đông Phương Dương rồi mới cho người đi vận động Pháp để liên kết. Cũng vì thế mà ngay từ khi khởi đầu liên minh với nhau, Pháp và Vatican là hai thế lực đồng sàng nhưng dị mộng. Hơn bất kỳ dân tộc nào khác, dân tộc Pháp có kinh nghiệm đau thương với Tòa Thánh Vatican nhiều hơn và phải mất cả khoảng 15 thế kỷ mới quật khởi lên được. Hầu hết những thành phần làm chính sách tại chính quốc Pháp và cầm quyền tại Đông Dương là những người Pháp mang nặng tinh thần cách mạng Pháp năm 1789. Họ rất ghê tởm và khinh rẻ tập đoàn lưu manh trong Tòa Thánh Vatican và bọn giáo sĩ truyền đạo trong Đông Dương. Cũng vì thế mà ngay từ khi tiến hành chiếm Đông Dương, tập đoàn ăn cướp Vatican và bọn thực dân xâm lược Pháp đã hục hặc với nhau rồi. Chủ trương của Pháp là muốn biến Đông Dương thành thuộc địa khai thác tài nguyên và thị trường tiêu thụ hàng hóa, biến dân ta thành khói dân lao động rẻ tiền phục vụ cho các công trường khai thác quặng mỏ và những các đồn điền cao su, trà, cà phê của bọn tư bản Pháp. Trong khi đó thì chủ trương của tập đoàn lưu manh trong Tòa Thánh Vatican là muốn xé nhỏ Đông Dương thành nhiều tiểu quốc theo biên giới sắc tộc, địa lý và tôn giáo, rồi dùng một tên tín đồ Gia Tô địa phương đưa lên làm bạo chúa, thiết lập một vương quốc Gia Tô để thi hành kế hoạch Gia Tô hóa với mục đích diệt tận gốc, tróc tận rễ tất cả những gì thuộc về tôn giáo và văn hóa cổ truyền của dân tộc Đông Dương. Mục tiêu đầu tiên của Vatican nhắm tới là giới nho sĩ và tất cả những gì thuộc về nho giáo và đạo Phật. Kế hoạch Bunginer do chính giám mục Bunginer biên soạn là bằng chứng nói lên cho sự kiện này. Vì những lý do trên đây, hai thế lực xâm lược này luôn hục hặc với nhau và luôn luôn tìm cách hất cẳng nhau ra khỏi sân đấu chính trị tại Đông Dương. Nói về tình trạng đồng sàng dị mộng giữa giáo hội La Mã và nhà cầm quyền Pháp tại chính quốc Pháp cũng như tại Đông Dương. Cũng may là trong suốt thời gian đánh chiếm và thống trị Việt Nam từ thập niên 1850 cho đến tháng 3 năm 1945, phe thực dân Pháp luôn luôn thắng thế trên sân khấu chính trị tại chính quốc cũng như tại Đông Dương, và chỉ để cho Vatican được hưởng một số những đặc quyền về kinh tế cùng một số ưu thế trong xã hội Đông Dương, và ưu tiên tuyển dụng bọn tín đồ Gia Tô bản địa vào làm các công việc do thám chỉ điểm và tay sai đắc lực trong bộ máy đàn áp của nhân dân ta. Còn kế hoạch Kitô hóa nhân dân ta thì bị những người Pháp có thế lực cầm quyền ở chính quốc cũng như ở Đông Dương chống lại và bác bỏ. Nhờ vậy mà trong thời kỳ này, Việt Nam ta tuy đã bị chia hai làm ba miền Nam Trung Bắc nhưng không bị biến thành các vương quốc Gia Tô. Cũng vì thế mà nhân dân ta không bị cưỡng bách phải theo đạo Gia Tô như chủ trương của Vatican. Riêng về phần tu sĩ và tín đồ Gia Tô người Việt, dù đã muối mặt phản lại dân tộc, phản lại tổ quốc, làm tay sai cho liên minh xâm lược Pháp, Vatican bọn người thà mất nước chứ không thà mất Chúa này vẫn bị bọn quan này, quan thầy người Pháp khinh rẻ, coi chúng như là thứ người phản phúc lưu manh đốn mạc.
Sách bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam năm 1858, năm 1897 ghi lại như sau: Chúng tôi chỉ có với mình Đô đốc Junior, sau này nói những giáo dân và bọn du thủ du thực, bọn lang bạc bị trục xuất khỏi làng vì đói rét hoặc vì tội phạm. Đại tá Bennett viết: Xô về đây với cái lưng mềm dễ uống, họ tham sống sợ chết, họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh của dân tộc mình, sẵn sàng phụng sự bất cứ những ông chủ nào. Nhưng ta sẽ tuyển dụng trong số họ tất cả nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc gia đình, làm đầy tớ, làm khuân vác, làm người chạy giấy và cả những tên phiên dịch, hoặc những người ghi chép được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của hội truyền giáo. Chính là qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này mà bọn thực dân và công chức vừa mới đổ bộ lên làm quen với dân tộc Việt Nam, nhà sử học Kuntu kết luận hoàn toàn hời hợt về cái gọi là giáo dục phương Tây mà họ đã được tiếp thu. Những thanh niên Việt Nam này đã trở thành những ông thông, ông phán, ông ký, kiểm soát, phiên dịch ấy lập thành tại xứ sở thuộc địa tầng lớp những người tha hóa, chuyên lợi dụng địa vị chính thức của chúng để nhân danh chính phủ Pháp. Lúc này không đủ biện pháp cai quản họ để áp bức đục khoét dân chúng, buộc lòng phải nhờ đến sự trung gian của họ. Tại Nam Kỳ, chính là trong những người Công giáo Anh Nam mà người ta tuyển chọn những kẻ núp giúp việc cho chính phủ Pháp. Phạm Quỳnh đã viết: Họ có tài cán gì? Phần lớn là những tay dạy giáo lý Cơ Đốc, vì hạnh kiểm kém mà bị các giám mục đuổi về và dưới một cái tên Latin, bởi họ nói lẩm bẩm tiếng Latin. Và đại diện sơ lược của thủ đoạn của sự vô trách nhiệm và sự thoái hóa của châu Á, vì bị Pháp chèn ép trong phạm vi chính trị và hành chính, giáo hội La Mã đành phải nín thở chờ thời và dồn nỗ lực vào mục tiêu cướp đoạt tài nguyên quốc gia, chiếm đoạt ruộng cày và đất trồng, cướp chùa, xây nhà thờ, đúng như tinh thần sắc chỉ của Romanus Pontifex. Giáo hội và giáo dân được toàn quyền chiếm bất cứ các vùng vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng, toàn quyền chiếm đoạt của chìm của nổi của chúng và bắt tất cả chúng làm nô lệ vĩnh viễn như đã nói ở trên. Dưới đây là thành tích bóc lột nhân dân và cướp đoạt tài sản Vatican tại Việt Nam trong thời kỳ năm 1862 đến 1945. Sự kiện thứ nhất vào năm 1858 cho đến năm 1862, khi triều đình tự Đức ký hòa ước Nhâm Tuất, khi quân thập tự của Liên minh Thánh Pháp Vatican bắt đầu tiến vào khai hỏa tấn chiếm Việt Nam. Đất nước chúng ta chưa có một ngôi nhà thờ nào choáng một vị trí ngon lành nhất và sang trọng nhất trong thời kỳ huyện lỵ, tỉnh lỵ nhỏ và trong các thị xã hay thành phố lớn nào cả. Thí dụ như những châu thành hay tỉnh lỵ như Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Xuyên, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Kiến Hòa, Long An, Sa Đéc, Long Xuyên, Tây Ninh, Biên Hòa, Bình Dương, Phước Tuy, Bình Tuy, Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí, Nha Trang, Tuy Hòa, Lâm Đồng, Đà Lạt, Quy Nhơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thác Diệm, Nam Định, Phủ Lý, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Đông, Hải Dương, Kiến An, Hải Phòng, Quảng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Hóa, Hòa Bình, Sơn Tây, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lao Khay, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, v.v. đều chưa có một ngôi nhà thờ nào cả, dù là ở vùng ngoại ô. Sự kiện thứ hai, trong thời gian đó, giáo hội La Mã cũng không có một thửa đất hay ruộng nào cả. Nếu có, số lượng ruộng đất này cũng rất ít, do việc dựa vào quyền lực của chính quyền thời Nguyễn Ánh trong những năm còn kết thân với giám mục
Beginning of the King Hai, Bá Đa Lộc. Mà có sự kiện thứ ba, cho đến tháng 7 năm 1954, Giáo hội La Mã đã chiếm hữu bao nhiêu ruộng đất trồng trọt ở Việt Nam, và có bao nhiêu công ty hoặc xí nghiệp hay cơ sở kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung. Sự kiện thứ tư, ngày nay nếu chúng ta làm một chuyến thăm viếng quê nhà từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan, xuyên suốt các tỉnh, các huyện, các giáo khu Phát Diệm, Bùi Chu và tất cả các làng đạo hay xóm đạo trong toàn quốc để tìm xem, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều ngôi nhà thờ to lớn vĩ đại với tháp chuông cao chót vót. Có bao nhiêu ngôi nhà thờ thuộc loại trung trung? Có biết bao nhiêu nhà thờ loại nhỏ? Ngoài ra, có biết bao nhiêu vùng chủng viện, bao nhiêu tu viện, bao nhiêu trường đại học, trung học, tiểu học và bao nhiêu cơ sở khác thuộc Giáo hội La Mã? Theo thống kê của phía Công giáo, vào năm 1969, Giáo hội Công giáo ở miền Nam Việt Nam đã sở hữu 226 trường trung học, 1030 trường tiểu học, cô nhi viện, 48 bệnh viện, 35 viện dưỡng lão, 8 trại phong cùi và 159 phòng phát thuốc. Từ 4 sự kiện trên đây, xin đặt vấn đề như thế này: về các công trình kiến trúc, các cơ sở, phải chăng Giáo hội La Mã đã xuất tiền bạc của Vatican từ La Mã, Roma đem sang Việt Nam để mua sắm vật liệu, thuê mướn kiến trúc sư vẽ họa đồ, thuê mướn những tay thợ chuyên nghiệp, thợ nề, thợ mộc, điêu khắc da, thợ sơn, họa sĩ và thuê mướn nhân công để xây cất hàng ngàn công trình kiến trúc vĩ đại trên đây của riêng Giáo hội La Mã tại Việt Nam sao? Về số lượng ruộng đất, phải chăng Giáo hội La Mã đã xuất tiền của Vatican từ La Mã, Roma đem sang Việt Nam để tậu hay mua số lượng ruộng đất trồng trọt và thiết lập các cơ sở kinh doanh ở trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam mà Giáo hội đã làm chủ vào thời điểm năm 1945, và ở miền Nam Việt Nam mà Giáo hội làm chủ vào thời điểm năm 1975 sao? Chúng ta nên tìm hiểu cho đến nơi đến chốn những vấn đề đã nêu trên ở đây. Thiện nghĩ rằng Vatican đã câu kết với người Pháp dùng bạo lực của chính quyền bảo hộ cưỡng chiếm đất đai, chiếm đoạt tài nguyên, ăn cướp của cải của trong những chiến dịch hành quân bóc lột dân dân ta bằng chính sách thuế khóa và xu dịch trong suốt thời kỳ năm 1862 năm 1945 mới có thể xây cất được hàng ngàn công trình kiến trúc này và số lượng khổng lồ ruộng đất trồng trọt cùng tất cả các cơ sở kinh doanh như trên. Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương sau. Bài này đây là mới phần mở đầu. Xin các bạn lưu ý để tiếp đón những chương sau hay hấp dẫn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.